Vâng, đi từ Tầm Hoa xin mến chào anh em nhé. Và trở lại video clip ngày hôm nay, xin giới thiệu anh em một đôi loa monitor ở Mỹ xịn Bát 30. Đấy, thì vài ngày trước bên em về là hai cặp loa monitor Bát 30, thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Mỹ, đó là PV. PV đó là một thương hiệu rất nổi tiếng âm thanh của Mỹ các bác nhé. Đây là một cặp loa Mỹ xịn bên em nhập về thì tình trạng là nguyên zin và đẹp xuất sắc. Đấy, Bát 30 từ 22 côn 100, một tép kèn đây. Tép này sử dụng từ 14 côn 51. Và cặp loa monitor PV Mỹ xịn này có cái model là 112MX. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ, hình vát. Loa được thiết kế đặt đa chiều này. Đấy. Đấy, đặt trên cọc này, đấy, đặt trên kệ này, chơi trên sân khấu thì anh em để nằm nghiêng bốn chân này. Đấy, cặp loa này thiên giải lời có nhá. Đây là một cặp loa được thiết kế giải lời, không có tiếng bát nhiều đâu. Đấy, anh em chơi cặp này chơi gia đình, anh em ghép với một quả super bát siêu trầm nhá, để lấy cái tiếng bát. Cho nên là loa thiên lời này thì nó không có tiếng bát. Đây, các bác anh em để ý không có lỗ thoát hơi này. Đấy, loa này không được thiết kế lỗ thoát hơi cho nên là giải bát nó không có nhá. Đấy. Đấy, loa đẹp lắm các bác. Đấy, chơi gia đình với không gian phòng từ 25 cho đến 40 vuông. Anh em chơi cặp này ghép với một quả súp. Hết điểm luôn. Đấy, lời của nó rất sáng bay các bác nhá. Đấy. Đấy, Bát 30 từ 2 cô 100, công suất rất khủng, 1000W cho maximum. Đấy, bởi vì con này sử dụng Bát 30 như từ 22 cô 100. Máy loa tình trạng còn zin nguyên. Đấy, loa đẹp lắm. Loa này đang có giá đầu tư rất hợp lý, 14.300.000. Đấy, với phân khúc nó chỉ bằng một đôi loa B3 bãi xịn thôi. Đấy, thì có anh em đầu tư một cặp loa Mỹ, chất âm của nó vẫn là đẳng cấp. Đấy. Đấy, Bát 30 từ 2 cô 100 nhá. 112MX. Đấy. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại trên tấm biển. Đấy. Hai số điện thoại trên bên em đều có Zalo cả nhá, các bác anh em vào tham khảo. Đấy, loa tình trạng nguyên zin đẹp không tì vết. Bao chất cho anh em. Đấy, một cặp loa Mỹ xịn PV, logo chữ to nhá. Đấy, dòng này rất là chất. Ok, bây giờ test thử các bác anh em cảm nhận cái chất âm của một cặp loa thiên về giải lời. Đấy, Bát 30 PV 112MX.